Và đây là game Stick World đây anh em ơi. Và đây là sứ mệnh 400 mà có một bạn yêu cầu mình chơi trong video lần này anh em ạ. Mình sẽ chọn chế độ cực khó anh em nhé. Anh em ai còn sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết anh em ơi. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em ạ. Và anh em xem được video của mình thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua anh em ơi. Và trước khi vào game thì vẫn như thường lệ mình sẽ nâng cấp các chiến binh của mình anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ có một ý tưởng táo bạo, đó là mình chỉ sử dụng kiếm sĩ để mình phá đảo sứ mệnh 400 màn cực khó này anh em nhé. Đó là một ý tưởng hết sức là bất ngờ nhưng mà mình sẽ thực hiện để xem tình hình nó như thế nào anh em ơi. Và đây là mình sẽ đầu tư toàn bộ số lượng vàng của mình vào kiếm sĩ anh em ạ. Nên là mình sẽ dùng kiếm sĩ để mình phá đảo sứ mệnh 400 màn cực khó này anh em ơi. Xem có điều gì bất ngờ đang chờ đợi chúng ta không anh em nhé. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nào anh em ơi. Rồi, anh em thấy chưa? Đây là một đội quân kiếm sĩ của mình anh em ạ. Wow, giờ thì lao vào cuộc chiến thôi anh em nhỉ. Thấy chưa anh em thấy cơn thịnh nộ của kiếm sĩ chưa anh em? Rất là nhanh anh em ạ, nhanh gọn lẹ anh em nhỉ. Kiếm sĩ đó là một mặt hàng ngon bổ rẻ anh em ạ. Wow, cung thủ chạy như vậy mà không chạy à? Úi rồi ôi, lại đến lượt kiếm sĩ anh em ạ. Anh em thấy kiếm sĩ thể hiện như thế nào anh em? Quá là tuyệt vời anh em nhỉ. Kiếm sĩ mà phá đảo được sứ mệnh 400 thì mình ở sứ mệnh tiếp theo mình sẽ sử dụng kiếm sĩ tiếp xem như thế nào anh em nhé. Wow. Đây quả thật là cơn điên của kiếm sĩ anh em ạ. Anh em thấy chưa? Đấy, nó lao vào nó chém mầm như thế cơ mà. Làm sao mà chống trả nổi anh em nhỉ? Đấy anh em thấy không? Còn cái ông linh giáo kia đấy là sứ mệnh khuyến mãi cho mình anh em nhé. Linh giáo với hai bà phù thủy là sứ mệnh khuyến mãi cho mình anh em ạ. Còn mình mua mình đầu tư là chỉ vào kiếm sĩ thôi anh em ơi. Wow, saxophone ra rồi anh em ơi. Kiếm to hơn người, úi trời ơi, kiếm sĩ mình pha nhau kìa anh em ơi. Wow, tối tăm mặt mũi luôn anh em ạ. Nhìn nó choáng váng, chóng vánh luôn anh em nhờ. Nhìn nó đáng sợ thật. Đó. Mấy bà phù thủy tiếp tục nạp năng lượng lại cho kiếm sĩ của mình anh em nhá. Anh em coi này, đấy. Thằng nào bay màu là mình mua luôn anh em ơi. Đâu rồi. Chờ mãi mà chưa thấy cha con đằng nào ra anh em ạ. Anh em thấy cơn thịnh nộ của kiếm sĩ như thế nào anh em? Quá là tuyệt vời luôn anh em nhờ. Nếu mà... Wow! Cung thủ rồi, linh giáo ra. Nát luôn anh em ơi. Nhanh chưa, nhìn như cái máy xay anh em ạ. Nhìn như máy xay anh em nhờ. Nếu mà kiếm sĩ mà phá đảo được sứ mệnh 400 này thì mình sẽ... Trong video lần này mình sẽ sử dụng toàn bộ kiếm sĩ là lực lượng chính luôn anh em ơi. Mình không mua thêm... chiến binh nào nữa anh em. Wow. Khổng lồ mà chống kiếm sĩ à. Wow. Anh em thấy chưa? Hai người khổng lồ đỏ mà ra chống kiếm sĩ thì chống thế nào được anh em ơi. Wow. Thật là bất ngờ anh em ơi. Kiếm sĩ màn thể hiện của kiếm sĩ là mình bất ngờ quá anh em ạ. Ngày trước mình thấy sức chiến đấu kia của kiếm sĩ cực kỳ yếu, nhưng mà hôm nay mình đầu tư 500 anh em kiếm sĩ, anh em thấy không? Quá là hoành tráng luôn anh em nhỉ. Đây, thấy chưa? Nhìn như cái máy xay anh em ạ. Đấy giờ đội hình quá chuẩn luôn anh em nhỉ. Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết anh em ơi. Wow, đây là người khổng lồ anh em ơi. Ôi trời ơi, khổng lồ, anh em nhìn này, máu ra kia bông anh em. Thấy chưa, từng lần lượt kiếm sĩ chạy lên là thay nhau chém anh em ạ. Nhìn quá là hoành tráng luôn anh em ơi. Úi trời ơi, khổng lồ này đập hơi chậm anh em ạ. Lui. Lui ra ngoài này cho nó đi lên là mình quay lại mình chiến luôn cho nó máu anh em ạ. Chứ không phải là mình sợ đâu nhá. Rồi, quay lại chiến nào. Đấy, đúng chiến thuật anh em ơi. Lính giáo này, anh em thấy lượng máu của lính giáo thế nào? Sắp tạch rồi anh em ơi, sắp tạch rồi. Rồi, chiến đi. Wow, khổng lồ hả mày? Còn đằng nào nữa? Chúng cuối đâu? Boss cuối đâu? Ra đây xử lý luôn nào. Đang máu chiến anh em nhỉ? Anh em thấy chưa? Mẹ đội quân kiếm sĩ của mình quá là hoành tráng luôn. Làm mình bất ngờ quá anh em ạ. Chứ mới đầu mình nghĩ là kiếm sĩ thì chẳng làm nên trò trống gì đâu, nhưng mà với một tập hợp đội hình đông như thế này thì quá là hoành tráng luôn anh em ơi. Đây phải nói đây là những chiến binh bất tử anh em ạ. Wow, vào chiến nào. Wow, làm sao mà chống được anh em nhỉ? Thế một thế trận đội hình mạnh như vậy làm sao mà chống được anh em ơi? Đây là số lượng là quan trọng hơn là chất lượng rồi anh em ạ. Đấy, số lượng kiếm sĩ đông nên là vào chém làm sao quân địch có khả năng mà trở tay được anh em nhỉ? Chỉ cần một anh kiếm sĩ nào mà bay màu là mình sẽ mua anh khác thay thế liền anh em ạ. Wow.
Đúng là mặt hàng ngon bổ rẻ có khác anh em nhá. Rất là anh choáng lưng. Đấy. Cung thủ mà chạy ra. Cung thủ à. Chưa bắn được phát nào chưa? Cái ông linh giáo kia là sứ mệnh cho mình anh em nhá. Mình không mua cái ông linh giáo đó đâu. Cái ông linh giáo với hai bà phù thủy bơm máu là sứ mệnh cho anh em ạ. Wow, chém được phát nào chém đi. Đấy, anh em thấy chưa? Quân cứ chém như thế mà. Úi trời ơi, còn ông nào mà cứ thọc thọc làm cái gì? Chiến nó đi, anh em thấy không? Quá là hoành tráng luôn anh em nhờ. Chiến nó, đúng rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn thằng nào ra xử lý luôn, mẹ mấy ông kiếm sĩ này hăng máu lắm rồi anh em ạ. Quá là hăng máu luôn rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Mẹ 500 anh em kiếm sĩ anh em ạ. Nhìn quá lo tuyệt vời luôn anh em nhờ. Đâu rồi? Ồ, chưa thấy cha con thằng nào ra à? Nhìn rất là hoành tráng luôn anh em nhờ. Hôm nay mà kiếm sĩ thắng được sứ mệnh 400 thì mình sẽ sử dụng video này, mình sẽ sử dụng toàn bộ kiếm sĩ luôn anh em ơi. Để xem kiếm sĩ có phá đảo được không anh em nhờ. Chiến nó nào. Úi dồi ôi, zombie à. Anh em thấy chưa, thấy chưa. Cứ kiến anh em nhờ. Đấy, mẹ quân đông như quê kiến như thế này được. Làm sao mà chống lại được. Còn zombie nhảy à. Đang máu chiến mà gặp zombie nhảy lại đây. Mẹ cho nhảy vào nồi luôn anh em ơi. Có nhảy vào nồi luôn. Đâu rồi. Còn thằng nào nữa ra đây xử lý nốt nào. Wow, anh em thấy không? Quá là hoành tráng. Úi dồi ôi, mẹ ông zombie nhảy này à. Nhảy à, cho nhảy xuống lòng đất luôn anh em ơi. Ở đây còn mấy ông người mẹ zombie ném lưu đạn to ghê anh em nhỉ. Xem nào, vào chém nó đi, xử lý nó luôn. Đúng rồi. Anh em thấy không? Ôi trời ơi, nhảy to đấy. Zombie nhảy to chứ nhở. To mà yên à. Thấy 500 anh em kiếm sĩ không? Đó. To mà được à. Mới đầu mình sử dụng này mình cũng hơi bị bất ngờ anh em ạ. Nhưng mà mình đến kiếm sĩ quá là tuyệt vời anh em ơi. Wow, Kai Rider xuất hiện anh em ơi. Anh chàng Kai Rider xuất hiện. Để xem kiếm sĩ của mình có hạ gục được Kai Rider cùng anh em nhá. Anh em cùng xem và theo dõi tiếp nha anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Đây, Kai Rider à, ngồi mà sản xuất zombie à. Đấy, anh em thấy cái lượng máu của Kai Rider không anh em? Cái lượng máu đỏ phía trên ấy nhìn tụt gần hết rồi anh em ạ. Đó, chiến nó đi. Đúng rồi, thằng nào leo phen lại gần là vang hết. Đấy. Ôi, Kai Rider. Kai Rider sắp tích sức rồi anh em ơi. Kai Rider sắp xanh cỏ rồi anh em ạ. Úi đấy, một phát khổng lồ cõng con à. Úi rồi ôi, cái gì đây, 500 anh em khổng lồ à, vào chiến đó. Đúng rồi, trời, khổng lồ đỏ chứng tỏ rất chơi anh em ơi. Mình đang mẹ điều khiển mẹ 500 anh em này để vào chiến đấu khổng lồ đỏ. Úi trời, một thằng tạch, hai thằng tạch luôn anh em ơi. Hai thằng khổng lồ đỏ tạch luôn anh em ạ. Wow, khổng lồ đỏ à. Ra đây, cho nó ra chỗ trống này anh em ơi. Cho nó ra chỗ trống này cho nó phang nhau nó sướng anh em nhờ. Múc nó, đúng rồi. Úi trời ạ, mẹ đông đấy. Khổng lồ nó ra một phát đông ghê anh em nhờ. Chiến nó anh em ơi, chiến nó. Đúng rồi. Đó, khổng lồ đỏ. Đây, anh em thấy không? Đây, một thằng khổng lồ đỏ sắp hết máu rồi anh em ạ. Một thằng khổng lồ đỏ sắp hết máu rồi. Đâu, bóp ra luôn à. Ái chà, bóp ra đây, xử lý bóp luôn. Ui, 500 anh em kiếm sĩ mà xử lý được chiến cuối thì quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Đâu rồi, máu chiến nào, trời ơi. Bóp ra. Anh em thấy điều kỳ lạ đã xảy ra, đấy là những anh chàng kiếm sĩ đối đầu tay đôi với boss luôn anh em ơi. Đối đầu tay đôi với trục cuối luôn anh em ơi. Đánh giáp lá cà với trục cuối luôn anh em ơi. Kiếm sĩ cũng thương vong vô số nhưng mà mình sẽ đầu tư tiếp tục em nha anh em ạ. Càng ngày ra càng tốt anh em ơi. Bởi vậy cho trục cuối đánh thoải mái luôn anh em ạ. Bây giờ là quân bên quân địch là chỉ còn trục cuối thôi anh em nhé. Đâu rồi. Trục cuối, úi trời, anh em thấy dưới chân trục cuối kìa. Quay trông chóng như thế kia thì mấy lắm mà hết máu anh em nhỉ. Mấy lắm mà tạch anh em nhỉ. Xem nào. Anh em thấy chưa. Trục cuối mẹ không có khả năng di chuyển luôn anh em ạ. Đánh như thế này thì làm sao mà trục cuối di chuyển được anh em nhỉ. Đâu rồi. Vào việc nào. Wow,
Wow, sắp hết máu rồi anh em ơi. Chúng cuối sắp hết máu rồi anh em nhá. Đâu rồi, sắp hết máu rồi anh em ơi. Chúng cuối sắp tạch rồi anh em ạ. Chúng cuối sắp tạch rồi. Xem nào. Wow, vậy là sứ mệnh 400 màn cực khó mình đã sử dụng kiếm sĩ để phá đảo sứ mệnh này rồi anh em nhá. Rồi giờ mình tiếp tục mình qua sứ mệnh khác nào. Và đây là sứ mệnh 416 của màn cực khó anh em ạ. Có một bạn yêu cầu mình chơi sứ mệnh 416 của màn khó anh em nhá. Và mình sẽ sử dụng mình sẽ chơi sứ mệnh 416 với màn cực khó anh em ạ. Và ở sứ mệnh này thì mình sẽ thừa thắng xông lên anh em ơi. Mình sẽ chỉ sử dụng kiếm sĩ để xem như thế nào anh em nhá. Đó. Được tặng quả kiếm này mình sẽ đầu tư vào kiếm sĩ luôn anh em nhá. Mình sẽ đầu tư vào kiếm sĩ luôn cho nó máu chiến anh em ạ. Và ở sứ mệnh 416 của màn cực khó này thì có ba tảng đá để ngăn cách đôi bên anh em ơi. Đâu rồi. Bây giờ mình đầu tư tờ mỏ xong là mình sẽ mua kiếm sĩ anh em ơi. Mình sẽ không quan tâm đến khổng lồ phù thủy và lính giáo cung thủ nữa anh em ạ. Mình sẽ chỉ sử dụng một mình kiếm sĩ ở video lần này coi nó như thế nào anh em nhé. Mình phải thừa thắng xông lên anh em nhé. Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và đặc biệt anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha anh em ơi. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em ạ. Đâu rồi. Nhanh. Đấy anh em thấy chưa? Chuẩn bị nào. Đấy tí nữa mình mua kiếm sĩ xong là mình ra cho nó đập đá luôn anh em ơi. Cho kiếm sĩ mẹ đập mấy tảng đá kia qua rồi tấn công quân địch luôn anh em ạ. Đáng máu chiến anh em nhờ. Từ thắng xông lên anh em ơi. Anh em thấy 500 kiếm sĩ của mình như thế nào anh em? Quá là tuyệt vời anh em nhờ. Một trận đấu gọi là kinh điển của kiếm sĩ anh em ơi. Những chiến binh phải nói là bất tử anh em nhờ. Anh em cùng theo dõi tiếp ở sứ mệnh 416 màn cực khó này. Kiếm sĩ sẽ thể hiện như thế nào anh em nhé. Đó, anh em thấy chưa, có ba tảng đá như thế này là mình phải phá được ba tảng đá đó thì mình mới qua tấn công địch được anh em nhé. Và anh em còn sứ mệnh nào nữa thì hãy đừng ngần ngại gì hết, hãy để lại bình luận cho mình biết anh em ơi. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em nhé. Đâu rồi, nhanh để tấn công nào. Ra nhanh để tấn công nào anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa, 500 anh em kiếm sĩ dần hình thành rồi đấy anh em ạ. Chỉ cần ra đông đông một tí là mình mẹ chạy qua phang luôn anh em nhá. Trên đồng cỏ mẹ xanh tươi bát ngát như thế này mà có mấy anh kiếm sĩ vào phang nhau để nói chi nữa, tuyệt vời quá anh em ơi. Xem nào đây. Úp, anh em này coi này thấy không? Nhìn như cái máy anh em nhỉ. Mẹ đập chóng hết cả mặt anh em ơi. Sợ thật, kiếm sĩ lời hai thật anh em ạ. Đấy anh em thấy không, đông vui chưa? Đấy, chiến binh hình thành rồi đấy anh em ạ. Quả này mà vào phang tượng thì mấy lắm mà tự sập anh em nhỉ. Xem nào. Đấy, trong quá trình mà tấn công như vậy thì kiếm sĩ vẫn chạy ra anh em nhé. Kiếm sĩ vẫn tiếp tục chạy ra tại mình luôn, còn lên người 14, 15 người nữa anh em. Wow, chạy qua chiến nào. Úi dồi, hai thằng kiếm sĩ, ba thằng kiếm sĩ này cung thủ chạy nhanh đi. Không chạy à? Úi dồi, tưởng không chạy. Rồi giờ vào phang tượng luôn. Đáng máu chiến anh em nhỉ. Đánh nhanh anh em ơi. Múc nó. Đánh nhanh nào. Thấy gì không anh em? Quá là tuyệt vời luôn anh em nhỉ. Đấy, phang nó đi. Úi dồi ôi, anh em thấy máu ở tượng không anh em? Anh em nhìn thấy máu ở tượng bên quân địch không anh em? Sụt giảm gần hết rồi anh em ạ. Kiếm sĩ phang vài phát là sụt giảm gần hết rồi anh em ơi. Đây, phang. Wow, vậy là sứ mệnh 416 của màn cực khó mình đã hoàn thành rồi anh em nhá. Và bây giờ chúng ta qua sứ mệnh 405 anh em nhé. Và ở sứ mệnh 405 này thì có một bạn đã yêu cầu mình chơi anh em ạ. Và mình vẫn chọn chế độ là cực khó luôn anh em ơi. Và mình tiếp tục mình đầu tư vào kiếm sĩ tiếp anh em nhé. Phải thừa thắng xông lên anh em nhờ. Đây là wow, sứ mệnh 405 này là lại là sứ mệnh của zombie anh em ạ. Xem nào, tình hình như thế nào nào. Wow, trước tiên là vẫn phải đầu tư vào mấy anh thợ mỏ trước anh em ạ. Sau đó thì mình sẽ dồn toàn bộ vàng để mình mua các chiến binh kiếm sĩ anh em ơi. Mình thấy mấy anh kiếm sĩ chơi hay quá. Và bây giờ mình mua rìu để hối thúc thợ mỏ làm việc anh em ơi. Để có tiền đầu tư vào các chiến binh kiếm sĩ nào anh em. Quá là tuyệt vời luôn anh em nhỉ. Xem nào. Wow, bây giờ đầu tư nào. Mẹ dùng kiếm sĩ phang zombie cho nó máu chiến anh em nhỉ. Anh em ai còn sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết anh em ơi. Mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em nhé. Và anh em đã coi được video của mình thì đừng ngần ngại hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nào. Để mình có động lực mình ra video mỗi ngày cho anh em xem nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Wow, zombie à.
Zombie đến cái... Ôi trời ơi, mấy ông zombie đi bộ này thì vào phang cho đi mẹ. Tạch hết luôn này anh em ạ. Wow, một phát. Zombie đi bộ này nghe có vẻ không ăn thua anh em nhỉ. Đấy, lần đầu tiên mình chơi sứ mệnh mà mình chọn kiếm sĩ là chiến binh mà tấn công chính của mình đây anh em ạ. Ngày trước mình toàn chọn khổng lồ với lính giáo cung thủ không anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mình thử thay đổi chế độ chơi, mình chọn chế độ chơi khó và mình chọn kiếm sĩ anh em nhá. Trời ơi, mấy ông zombie nhảy làm cái gì đây? Mấy ông zombie nhảy làm cái gì? Tuổi gì anh em nhá? Mấy kiếm sĩ chém cỡ đó mà làm sao mà chống trả nổi anh em ơi. Wow, múc nó, anh em thấy cơn tinh nộ của kiếm sĩ chưa anh em? Đây, thằng nào ra rảnh chưa mẹ? Sấp mặt luôn anh em ạ, cho vầy vạch xuất phát luôn anh em ơi. Đấy, mẹ một đám nó quay lại rảnh như zombie lính giáo anh em ạ. Làm sao mà mẹ quẹo cả đầu đi mà vẫn ra chiến trường vậy ông? Đâu rồi, úi xà, phang nó đi. Đấy, chống à, úi trời ơi, thôi cho nó lùi lại đây anh em ơi. Cho nó lùi lên đó chứ mẹ, máu chết, úi trời tạch luôn rồi. Chưa kịp quay lại thì nó đã tạch rồi anh em ạ. Còn mấy thằng zombie nào ra nốt đi, mẹ 500 anh em kiếm sĩ ngày hôm nay sẽ phá đảo luôn anh em ơi. Xem tình hình nào, wow. Như thế làm sao mà chống được anh em nhờ. Đấy, đa máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Xem nào. Đâu rồi. Úi trời ơi, hai ông này đang đi lên anh em ơi. Hai ông, úi trời, một phát. Còn thằng zombie lính giáo quẹo ở đầu này có chạy lên không? Úi trời ơi, một phát. Tạch chưa tạch anh em ơi. Thằng này nó chưa chịu tạch anh em ạ. Múc nó đi. Úi trời ơi, zombie nhảy. Zombie nhảy là món mồi ngon anh em ạ. Zombie nhảy là món mồi ngon của kiếm sĩ anh em ơi. Ngày trước mình chơi zombie hay là mình chơi chế độ nào đấy mà có mấy ông zombie nhảy mình ghét cực luôn anh em. Nhưng mà ở màn này mình sử dụng kiếm sĩ nên là mình thấy zombie nhảy ra mình cứ nhảy vào kiếm sĩ từ nó mẹ chạy lại từ nó xiên như thì cũng đủ mà mệt anh em ạ. Nên là bây giờ mình không ngại thằng zombie nào hết á. Với đội hình kiếm sĩ như thế này thì mình không ngại cha con thằng nào hết anh em ơi. Gặp là phang rồi anh em ạ. Đâu rồi. Đúng rồi, hợp lý quá anh em ơi. Anh em ơi, hợp lý quá. Múc nó đi, đúng rồi. Anh em có tin là ngày hôm nay trong video lần này là kiếm sĩ sẽ là phá đảo tất cả không anh em? Kiếm sĩ sẽ dọn dẹp tất cả anh em nhờ. Mình sẽ tin nếu mà sứ mệnh 405 này mà hoàn thành thì quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Anh em ai còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha anh em. Và anh em coi được video của mình thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đâu rồi. Wow, em đã anh em thấy giờ đội hình 500 anh em như thế nào anh em? Xem nào. Wow, anh em thấy chưa? Những bước chạy của người kiếm sĩ giờ nhìn rất là mạnh mẽ anh em nhỉ. Úi trời ơi, cha con thằng nào mà chịu nổi anh em. Mà nó chạy lại một đống như thế, nó pha như thế thì cha con thằng nào chịu nổi anh em. Đâu rồi. Wow. Úi trời ơi, thằng này pha xong thằng này chắc sứ mệnh kết thúc quá anh em ạ. Nhìn thằng zombie này nhìn khiếp không? Mà đầu ngoẹo một bên là lên phang luôn, mẹ cho nó về vạch xuất phát luôn anh em ơi. Đẩy à, cho mày đẩy này, đẩy đi này, cho nó về vạch xuất phát luôn anh em. Úi trời ơi, về thật anh em ạ. Bảo cho nó về vạch xuất phát mà nó về thật luôn anh em ơi. Để xem nào, nó đi được, cho nó đi lên cao cao một tí đi anh em. Cho nó lên cao cao một tí rồi mình vào mình chiến luôn anh em ạ. Đâu rồi, lên cao cao một tí nào. Múc nó, lên rồi anh em ơi. Nó lên đúng tầm rồi đấy, giờ này phang nó cho nó đứt xích luôn anh em ơi, cho nó xanh cỏ nó anh em. Đấy anh em thấy không, đẩy thế nào được, mẹ đẩy với kiếm sĩ à. Đùa với sức mạnh của kiếm sĩ anh em à. Đấy, phang đây này, mẹ còn thằng zombie cuối cùng ấy sao anh em ơi, úi dồi ôi. Mày cho nó về phải xuất phát luôn anh em ạ. Thấy chưa, tạch rồi, sắp tạch anh em ơi. Wow. Cho nó về vạch xuất phát luôn anh em ơi. Thằng này đi bộ chậm rồi mà mấy ông kiếm sĩ này rảnh về vạch xuất phát luôn anh em ạ. Đâu rồi. Cho nó lên cao cao một tí nha anh em ơi. Cho nó lên cao cao một tí đi, sau đó mình sẽ tấn công luôn anh em ạ. Đâu rồi nhỉ? Đây, phang nó đi. Đúng rồi, phang nó đi anh em ơi, phang nó đi.
Đây 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 đây, lượng máu của nó sụt giảm rất là nhiều rồi anh em ạ. Đâu rồi, pha nó, đúng rồi. Múc nó, múc nó, múc nó. Wow. Wow, anh em thấy chưa? Sắp phải vạch xuất phát rồi anh em ạ. Đâu rồi. Đấy, cho nó đi lên một tí đi. Sắp tạch kìa anh em ơi, sắp tạch rồi. Đấy, anh em thấy lượng máu của nó sụt giảm rất là nhiều rồi anh em ạ. Và tình hình kiểu này thì chắc nó cũng không thoát khỏi một cái điều gì đó mà nó xấu xa đâu anh em ơi. Sắp tạch rồi. Úi dồi ôi. Còn một tí xíu nữa anh em ơi, tí xíu máu nữa. Rồi, xong luôn. Vậy là sứ mệnh 405 màn cực khó mình đã hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem video vui vẻ.